Thực sự là theo như cảm nhận của em bây giờ, hiện tại là đang rất là hạnh phúc và may mắn. Tại vì từ khi mà em có thể về những cái món quà phong thủy từ bên chị Trinh á, thì em cảm thấy như mọi chuyện nó đang diễn ra một cách giống như là rất là bất ngờ so với em. Tại thực sự trước giờ em không có tin lắm vào phong thủy đâu. Thì khi mà em được một người bạn giới thiệu, thì cái thời gian đó thì gia đình em thực sự là cũng rất là đang là lục đục trong công việc của ông xã em, với lại trong gia đình cũng không được may mắn. Thì ngay cái lúc đó thì em được người bạn giới thiệu qua Trinh để thành những cái món phong thủy đó. Thì em cũng mua một cái nhẫn nè, rồi một cái mặt nè, sợi dây chuyền nè, rồi em cũng mua tặng cho ông xã một cái món quà là mặt sợi dây chuyền á. Mà về hai vợ chồng em cảm thấy như cuộc sống nó đang dần dần thay đổi, mà nó thay đổi một cách rất là có giống như là mình cảm nhận rõ từng ngày, nhưng rất là hài lòng luôn. Cuộc sống của vợ chồng em á thì hạnh phúc hơn, em thì gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, cũng giống như trong gia đình vậy đó. Còn ông xã em thì có nhiều thay đổi lắm. Tại vì là khách hàng thì trước giờ gặp rất là nhiều, thì không phải gặp ai mình cũng có thể có được những cái chốt deal cả. Nhưng mà từ khi mà có được cái món quà của bà xã tặng á, thì cái tỷ lệ chốt deal nó khá là cao, gần như là giống như là trên tuyệt đối luôn á. Cứ gặp khách nào mà tư vấn được một hồi là khả năng chốt deal gần như là có liền. Và cái hợp đồng thì trong cái thời gian gần đây á, từ lúc mà được món quà xã tặng á, thì ký được rất nhiều cái hợp đồng giúp cho công ty nói chung là làm ăn rất là tốt. Nên thật ra thì trong công việc hiện tại bây giờ nó rất là thuận lợi, thì cũng cảm ơn bà xã rất là nhiều. Bà xã cũng cảm ơn ông xã, tại vì hai vợ chồng em á, là em nhớ là đi thành ngay ngày kỷ niệm ngày cưới 12 năm, nó rất là ý nghĩa với vợ chồng em luôn. Thì hai vợ chồng thì mua qua mua lại tặng nhau vậy đó, nhưng mà đúng là thực ra là nó rất thay đổi rất là nhiều. Em cảm thấy giống như là món quà phong thủy thật sự là ý nghĩa. Mà em nghĩ là ai trong những cái cặp vợ chồng nào, hoặc là trong những cái bạn trẻ nào đang yêu nhau á, thì nếu như mà có trục trặc gì về đường tình duyên này, còn đang lận đận về công việc này, chưa được thuận lợi này, thì cứ tìm đến chị Trinh để mua vòng phong thủy, là em đảm bảo với chị là hầu như là ai cũng sẽ hài lòng.